Sáng nay, đội phòng vệ Kasukabe đang chơi trò đuổi bắt, cảnh sát Kazama có vẻ đang làm rất tốt việc của mình. Nene thì vừa bị nhập vai ngay một bà vợ đang đòi ly dị vì mấy ông chồng 5 tuổi kia đã biển thủ tiền học và tiền sữa của con. Giờ mà bị bắt ký thì lấy đâu ra tiền trả, mấy ông chồng lại vác chân lên cổ chạy. Masao không thoát được, cậu đành hóa thân thành một người chồng xấu tính, đang níu kéo vì bị vợ bỏ. Xem ông tướng Bo vừa chạy vừa cosplay kìa, kể ra cũng giống một bà thím thật. Khi bị bắt, Bo biến thành kẻ lừa đảo và người bị lừa chính là cô Shin. Shin liệt nhập vai thành giang hồ chuyên đòi nợ thuê, dí các bạn chạy đến một nơi trông rất khả nghi. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Ngày bé đã bao giờ các bạn xem tivi nhiều đến mức bị bố mẹ dọa sẽ nhốt vào tivi luôn không? Tưởng đùa nhưng mà có thật trong thế giới của Shin cậu bé bút chì đấy nhá. Movie 12, cơn bão hung hăng mời gọi, đội phòng vệ Kasukabe dũng cảm xin phép được bắt đầu. Tòa nhà này có đề dòng chữ Kasukabe-za rất lớn, có thể là một rạp phim bị bỏ hoang. Shin rón rén tìm đường vào, còn các bạn khác miệng thì kêu đừng vô nhưng chân thì đột nhập còn nhanh hơn cả Shin. Sau một hồi khám phá, Shin phát hiện một căn phòng đang chiếu phim nhưng chẳng có một bóng người nào cả. Được xem chùa là tốt rồi, cả đội ngồi ngay ngắn trên ghế và thưởng thức bộ phim, mặc dù nó chả có gì hay cả. Giữa chừng Shin mắc tè nên lén đi giải quyết nỗi buồn một mình. Đến lúc quay trở lại thì... các bạn đâu hết rồi, về mà không gọi gì cả, bạn bè thế đấy. Thôi, chuồn về ngay không mẹ lại mắng thì mệt lắm. Về đến nhà trời cũng đã tối, Shin bị mẹ quát cho một trận. Bỗng mẹ của Kazama gọi đến, hỏi xem Kazama đã về chưa. Bộ nghĩ nhỉ, rõ ràng lúc đó còn mỗi Shin thôi mà nhỉ. Thôi xong rồi, hay là các bạn vẫn đang ở trên đó. Gia đình Nohara lập tức lên đường, quay trở lại rạp phim bỏ hoang để tìm cả đám trẻ. Khi vào đến rạp đang chiếu phim, cả nhà Nohara bỗng đứng lại. Có gì đó khiến họ rất chăm chú xem, và chớp mắt một cái, họ đã chui hẳn vào trong phim từ lúc nào không hay. Khung cảnh hiện ra là một hoang mạc rộng lớn, nhà Nohara vừa mò đường, vừa đoán xem đây là đâu. Trên đường, họ trông thấy một con robot khổng lồ, không còn hoạt động và một cái cổng trông rất kiên cố. Men theo đường sắt, họ đã đến được một thị trấn. Không nghi ngờ gì nữa, khung cảnh này, những con ngựa này, đây chính là miền Viễn Tây, địa bàn của những tay cao bồi thiện xạ mà chúng ta thường thấy ở trong phim Mỹ. Mà sao người ta lại nói được tiếng Nhật nhỉ? Chắc người Nhật đi di cư sang đấy mà. Bố Hiroshi đi khắp nơi để hỏi về thị trấn Kasukabe, nhưng ai cũng lắc đầu, họ chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Đến quán rượu, bố liền bị bao vây vì họ nghĩ bố vào đây để lấy số má. Thế nào mà lại thành ẩu đả trong quán rượu luôn. Làm cảnh sát phải vác súng vào làm mặt ngầu. Khoan đã, cảnh sát trưởng kia không phải là Kazama sao? Shin nhanh chân đến hỏi thăm thì bị chặn lại. Kazama không hề nhận ra cậu, Shin càng cố chứng minh, Kazama càng nghĩ rằng Shin là kẻ lừa đảo. Cậu ta ra lệnh cho cấp dưới bắt hết cả nhà Nohara. Khó khăn lắm, gia đình cô Shin mới thoát ra được nhờ trốn trong giếng ở nhà của một cô gái. Sau một hồi nói chuyện, chúng ta biết cô gái này tên là Tsubaki, nơi này là thành phố Justice. Tsubaki cũng giống như gia đình Nohara, là một trong số những người lạ đến đây. Ban đầu thì họ muốn về, nhưng rồi lại phải sống luôn ở nơi này vì không tìm được cách thoát ra. Đúng lúc ấy, mọi người trông thấy một ông chú mập mạp đang bị áp giải vì dám bén mảng đến khu vực cấm. Ông chú đó liên tục bị ăn đòn mà không có ai giúp đỡ, sút vào mông thế kia thì làm sao mà chịu được. Bây giờ Tsubaki có việc phải rời đi, ngôi nhà cũ nát này giao cho gia đình Nohara tùy ý sử dụng. Chào tạm biệt xong thì Tsubaki lặn mất tăm luôn, còn gia đình Shin quyết định sẽ giải cứu ông chú kia vì biết rằng ông ấy có thể giúp được mình. Sau khi đưa ông chú kia về, ông ấy đã cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng. Ông chú tên là Michael, cũng vì xem phim ở Kasukabe nên mới đến được đây. Nơi này là thế giới của phim, cái sa mạc chỉ có duy nhất thành phố Justice, ngoài ra không còn bất cứ khu dân cư nào khác. Tuy nhiên, có một khu vực thứ ba bị cấm tiếp cận. Michael đã cố đến đó, nhưng ngoại trừ việc bị lôi về trong tư thế lợn quay ra thì ông chẳng có thấy gì ở khu vực cấm đó cả. Nhưng điều quan trọng hơn là trí nhớ của ông chú Michael đang dần mất đi và ông ấy cũng không còn cảm giác muốn tìm lại ký ức. Có lẽ đó chính là tình trạng hiện tại của Kazama. Đang ngồi bên khung cửa sổ suy ngẫm cuộc đời, Shin bỗng thấy Masao và lập tức chạy đến hỏi thăm. Cũng như Kazama, Masao không nhớ gì hết, nhưng vẫn vui vẻ mời Shin đến nhà chơi và muốn giới thiệu vợ mình với Shin. Trời, anh Shin sát gái như thế này mà để Masao qua mặt vậy sao? Đến nhà Masao rồi đây, hóa ra nóc nhà của cậu ta không phải ai khác, chính là Nene. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Nene thì chuẩn bà chằn chính hiệu, còn cấp độ sợ vợ của Masao khi phải thuộc hàng thách đấu. Nhưng có một câu chuyện khá kỳ lạ là Masao vẫn nhớ đến Kasukabe. Cậu ấy đã từng rất muốn quay trở lại đó, nhưng cuộc sống hôn nhân hiện tại khiến Masao cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều. Tôi bắt đầu thấy lú rồi đấy. Sau đó thì Shin tiếp tục đi tìm những người bạn khác. Trong lúc Shin đi tìm các đồng chí bị thất lạc, bố mẹ đã mượn con ngựa của chú Michael để đi thám thính. Mặc dù không phát hiện được gì, nhưng họ đã nhận ra thời gian ở đây không hề trôi. Quay trở lại với Shin, cậu đã tìm thấy Bo trong vai một người dân da đỏ. Trong mặt buồn ngủ thế kia chắc không nhớ gì đâu nhỉ? Không, Bo vẫn nhớ gần như toàn bộ mọi thứ. Kasukabe, trường mẫu giáo Futaba, cả đội phòng vệ nữa. Tất nhiên, ký ức có bị tác động, nhưng Bo đã cố gắng ghi nhớ mỗi ngày vì cậu không muốn chúng bị mất đi. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán. Nhưng có vẻ sự cố gắng của Bo cũng đạt đến giới hạn rồi. Cả Shin và Bo đều đang dần dần mất đi ký ức trước kia. Từ bây giờ, nhà Nohara hạ quyết tâm nhất định phải quay trở về. Nhưng trước tiên, để có thể tồn tại ở đây, bố mẹ sẽ tìm việc làm. Bố Hiroshi và ông chú Michael làm công nhân, còn mẹ Misae phục vụ âm nhạc cho quán rượu. Về phần Shin, cậu cố gắng thuyết phục các bạn hợp sức tìm cách quay trở về Kasukabe. Kazama vẫn không tin, cho dù Shin đã làm đủ mọi cách, kể cả chiêu liếm tai siêu hiệu quả trước giờ vẫn hay dùng cũng không giúp đỡ được gì. Mà sao lại nghĩ rằng Shin ghen tị khi thấy cậu và Nene ở bên nhau nên mới nằng nặc đòi quay về Kasukabe. Tôi đây còn chị Nanako nhá, ai thèm giành Nene với ông hả ông cụ non ma sao? Với Bo, Shin ngày ngày đều đến để ôn tập, quyết tâm không để mình rơi vào tình trạng quên sạch mọi thứ. Nhưng có vẻ cách này chỉ giúp làm chậm quá trình mất ký ức thôi, cả hai đều dần quên đi mỗi ngày một ít. À đúng rồi, để có thể tính thời gian trong bối cảnh đồng hồ không bao giờ chạy này, Michael đã để ý thấy ngày nào ông tiến sĩ già Okegawa cũng bị tra tấn một lần, ta sẽ dựa vào đó để tính số ngày. Một hôm, Shin bắt đầu để ý đến ông tiến sĩ Okegawa, mặc dù chị Tsubaki đã khuyên Shin không nên đến gần kẻo chẳng may lại bị hành hạ, nhưng Shin vẫn tiếp cận, bắt chuyện và biết ông ấy đang nghiên cứu một cái gì đó. Một nhân vật rất quan trọng của thành phố Justice này chính là Justice Trap. Ông ta được mọi người gọi là anh hùng của công lý. Hiểu nôm na thì ông này là thị trưởng của thành phố và chị Tsubaki là một người hầu của ông ta. Mấy ông hay làm mặt căng căng kiểu này dễ là người xấu lắm nha. Nói không sai mà, trong một lần đến quán rượu, thị trưởng Rap cùng thuộc hạ là những người duy nhất khen giọng hát Chayan của mẹ Misae và ngỏ ý mời mẹ về làm ca sĩ riêng trong dinh thự của ông ta. Phải biết lo đi, sống cho cuộc đời này phải biết cho đi, nhưng cho đi khẩu nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy. Lúc đấy thì Siro nó đổi thành sorry. Thế nhưng tất cả chỉ là giả tạo, ông ta chỉ muốn mẹ Misae làm trò hề cho mình. Quá tức giận, mẹ Misae sắn áo và định chiến luôn, nhưng làm sao đánh lại được mấy người này cơ chứ? Hôm ấy Shin cũng ở đó vì đã đi theo mẹ đến dinh thự của thị trưởng. Thấy mẹ bị đánh, Shin chạy ra, mắng cho tên Rap xấu xa một trận. Kết quả là hai mẹ con bị đánh cho tơi bời, rồi bị ném ra ngoài đường qua đường rác thải. Tsubaki chứng kiến tất cả nhưng không thể làm được gì. Tuy nhiên, chúng ta được biết một điều, đó chính là tên Justice Trap này biết rất rõ về Kasukabe. Có lẽ hắn cũng biết cách để quay trở lại đó. Trở về, Shin tìm gặp Bo và kể lại câu chuyện đã xảy ra, trong đó có cả những chuyện về Tsubaki. Bo hỏi một câu chí mạng. Teo teo, chúng tim đen của cô Shin luôn, mặt đỏ bừng bừng. Gác lại chuyện tình duyên sang một bên, Shin và Bo trông thấy một cuộc náo loạn. Ba người đàn ông tức giận vì bị bóc lột sức lao động nên đã chặn đường thị trưởng và đòi ông ta trả lại công bằng. Thị trưởng không phải dạng vừa, ra điều kiện nếu ba người họ thắng được ông ta trong trò đấu súng, ông ta sẽ thực hiện mọi yêu cầu. Chấp cả ba người dùng súng, thị trưởng chỉ cần dùng roi đã đánh bay súng và bắt gọn cả ba khi họ đang cố gắng chạy trốn. Từ đó luật lệ và hình phạt đã được nâng lên để không còn xảy ra những trường hợp chống đối như vậy. Sau nhiều ngày sống ở thế giới trong phim, ngoài việc mọi người phải nghiêm chỉnh tuân thủ luật lệ hơn thì chẳng có gì thay đổi, kế hoạch quay trở về không chút tiến triển nào. Đã vậy ký ức của mọi người ngày càng mờ nhạt đi, tuy nhiên một phát hiện mới đã lộ ra. Shin và Bo nhận ra thời gian ở đây ngừng trôi là bởi vì phim đã bị dừng lại giữa chừng. Bố Hiroshi và chú Michael thì phát hiện bộ phim kéo mọi người đến đây vì nó đang cần sự trợ giúp. Kết hợp hai phát hiện này lại, cách để thoát khỏi đây và quay trở lại Kasukabe chính là giúp bộ phim được kết thúc. Mặc dù chưa biết làm như thế nào, nhưng bố Hiroshi và chú Michael vẫn phổ biến phát hiện này cho tất cả mọi người trong cuộc họp ở cái giếng sân nhà. Tại đây, họ cùng nhau nghĩ ra cái kết cho bộ phim chính là đánh bại kẻ phản diện, không ai khác chính là thị trưởng Justice Trap. Mục đích cho thí nghiệm của tiến sĩ Okegawa cũng đã có lời giải đáp, chính là chế tạo vũ khí cho những anh hùng, những người có thể đánh bại thị trưởng. Lúc này mặt trời bắt đầu di chuyển, chứng minh rằng mọi người đang đi đúng hướng, khiến ai cũng tràn đầy tự tin. Tiến sĩ đem đến những vũ khí siêu hạng, đó là 5 chiếc quần lót màu đỏ với những chất liệu mềm mịn, co giãn, linh hoạt, thoáng mát, được lấy ý tưởng từ chiếc quần lót không mặc bên trong mà khoe ra bên ngoài Superman. Mỗi chiếc có giá là... nhầm, kịch bản đa cấp quá rồi, quay trở lại với các anh hùng nào. Michael hăng hái nhận mình làm anh hùng và thử quần, nhưng tất nhiên là không vừa, suýt nữa bộ 5 chiếc chỉ còn lại 4. Shin cùng các bạn bước lên thử và hoàn toàn vừa vặn, đội phòng vệ Kasukabe lên đồ. À, còn dư một cái này, chắc chắn là slot của Kazama rồi, nhưng Kazama lại đang là cảnh sát trưởng. Ai, ca này khó rồi đây. Về phía thị trưởng, hắn đã biết mọi người đang lên kế hoạch đánh bại mình nên đã ra lệnh cho đội cảnh sát đi trấn áp những người chống đối. Dưới sự chỉ huy của cảnh sát trưởng Kazama, đội cảnh sát đã làm tròn trách nhiệm, đi rồi về để lại Kazama cho Shin. Khi thời gian trôi đi, ký ức của mọi người cũng dần được hồi phục, nhưng Kazama không muốn quay về vì ở đây cậu được là chính mình. Ở thế giới thực, cậu luôn phải cố gắng trở thành một đứa trẻ gương mẫu, còn ở đây cậu được thỏa sức thể hiện mình. Thế vậy, Shin tung chiêu thông não chi thuật. Trong lúc Kazama đang đấu tranh tư tưởng, 4 người bạn đã lao đến mặc quần xịp cho Kazama, chiêu này hiệu quả phết. Cả 4 thành viên của đội phòng vệ Kasukabe đã có mặt đầy đủ, nhưng chưa kịp vui mừng thì thị trưởng đã kéo người đến. Đội anh hùng của chúng ta không làm được gì vì chả có tí sức mạnh nào cả. Những người chống đối thị trưởng bị ông ta trấn áp và bắt gần hết. Trong lúc chạy trốn, Tsubaki nhận ra thị trưởng không hề sợ hãi khi mọi người tìm cách trở về Kasukabe là bởi vì bí mật ở khu vực cấm vẫn chưa được lật mở. Do vậy, nhà Nohara cùng chú Michael, tiến sĩ Okegawa và Tsubaki đã lén trộm tàu lửa để đi đến thành phố cùng khu vực cấm với sự trợ giúp của một số những nhân vật ghét cay ghét đắng thị trưởng. Thị trưởng liền cho người đuổi theo và chúng ta có màn rượt đuổi như Fast and Furious với xe lửa và những con xe 4 chân. Tất nhiên là ngựa thì không thể đuổi kịp tàu nên đội xe 4 bánh của thị trưởng đã xuất trận. Hắn còn đem theo cả súng máy nữa, phe này bên chính nghĩa lành ít dữ nhiều rồi. Phe thị trưởng liên tục áp đảo cho phe chính nghĩa phải tháo rời toa tàu để tăng tốc. Không may, Kazama không kịp nhảy lên toa tàu kéo nên rơi khỏi tàu. Trong lúc hoảng loạn vì nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, Kazama đã trông thấy bóng dáng của Shin và các bạn. Họ đã nhảy ra khỏi tàu để cứu Kazama. Và lúc ấy, tinh thần đoàn kết dâng cao, 5 chiếc quần đã phát sáng. Cả 5 người đều có siêu năng lực, siêu tốc độ, siêu trí tuệ, siêu tấu hài. Với sức mạnh mới thì đội phòng vệ Kasukabe nhanh chóng dọn dẹp băng nhóm của thị trưởng một cách dễ dàng. Tối đó Shin đã tỏ tình, à không, là cầu hôn luôn mới đúng. Thế còn Nanako thì sao? Thôi chết, em quên mất. Thời gian giải lao kết thúc, thị trưởng lại đến rồi. Lần này, hắn điều khiển con robot khổng lồ mà nhà Nohara thấy lúc mới đến đây và tấn công xe lửa. Một trận chiến long trời lở đất nổ ra, đội phòng vệ Kasukabe tuy rất mạnh nhưng vẫn không thể làm gì được thị trưởng và con robot kia. Bất ngờ, thị trưởng phát hiện sự có mặt của Tsubaki trong xe lửa và gọi cô là kẻ phản bội. Hắn tóm lấy Tsubaki và bắt cô phải nói với phe chính nghĩa rằng những gì cô đã nói với họ chỉ là giả dối, trong khu vực cấm không có bí mật nào cả. Trái với yêu cầu của thị trưởng, Tsubaki đã không màng nguy hiểm mà động viên mọi người, bảo mọi người cố lên, khu vực cấm đang ở phía trước rồi. Nhờ đó mọi người được búp sức mạnh tinh thần, nhưng còn tên thị trưởng thì sôi máu lên, ném Tsubaki đi. Nhưng Shin đã đỡ được chị gái bằng mặt của mình. Bất ngờ, đòn tấn công của thị trưởng làm lật tàu, đội phòng vệ Kasukabe phải lao đến đỡ nên không thể tiếp tục chiến đấu. Hắn còn cho con robot ngồi lên tàu khiến nó nặng hơn nữa chứ. Nghĩ lại xem, những lúc khó khăn như thế này, siêu nhân trong phim phải làm gì nhỉ? À đúng rồi, phải hô thật to slogan. Nhưng mà slogan của đội phòng vệ Kasukabe là gì mới được nhỉ? Có ai nhớ không? Mỗi người đọc một chữ chả liên quan gì đến nhau nên sức mạnh chả thấy thay đổi gì cả. Tình cờ, mấy chiếc củi đang cháy rơi trúng Masao, làm cậu nhóc bốc hỏa. Nhờ đó mà cô Shin mới nhớ ra slogan của nhóm, đó chính là Vừa hô xong khẩu hiệu, toàn đội mọc cánh, sức mạnh tăng lên gấp trăm lần, ao chỉnh con robot rẻ tiền của thị trưởng luôn. Cuối cùng, mọi người đã đến được nơi bí ẩn nhất của vùng đất cấm. Ở đó có cái cánh cổng sắt giống với cái mà nhà Nohara đã thấy ở đầu phim. Thì ra, đó là những cánh cổng niêm phong. Tổng cộng có 3 cái. Khi mọi người đến được chỗ này, chúng ta sẽ yếu đi và thứ được niêm phong bên trong sẽ thoát ra ngoài. Ở 3 cánh cổng bay ra ngoài là 3 khối sáng. Sau khi hợp lại với nhau, 3 khối sáng đó đã tạo nên dòng chữ hết phim, sáng chói cả bầu trời đêm, đánh dấu điểm kết thúc của bộ phim trong rạp bỏ hoang ở Kasukabe. Tất cả mọi người được đưa trở về với thế giới thực. Chiếc máy chiếu đã ngừng quay, rạp phim cũng đã sáng đèn trở lại. Mọi người ai cũng vui mừng vì đã được về nhà. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì cô Shin hớt hải chạy đi tìm Tsubaki. Những tiếng gọi "Chị Tsubaki ơi!" liên tục vang lên nhưng không có một ai đáp lời. Bố mẹ và các bạn của Shin bảo rằng vậy ra Tsubaki là một nhân vật của phim. Điều này làm Shin vô cùng đau lòng vì cậu đã cầu hôn chị ấy rồi. Shin lao đầu vào tấm màn chiếu với hy vọng quay trở lại thế giới trong phim, nhưng điều đó là không thể. Cuối cùng, Shin cũng phải chấp nhận sự thật và ra về với mọi người. Kết thúc movie, Shin cậu bé bút chì đầy ý nghĩa. Và đó là toàn bộ nội dung của Shin Movie 12, đội phòng vệ Kasukabe dũng cảm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like video và đăng ký kênh để chúng mình tiếp tục làm những nội dung siêu hay nữa nhé. Nếu muốn chúng mình thực hiện đề tài gì thì đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!